để tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa phương, thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương đã vận động nhân dân thường xuyên tổng vệ sinh môi trường. Ý thức được công việc của ngày ra quân vệ sinh môi trường là việc làm rất ý nghĩa, góp phần làm cho cảnh quan môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, nên buổi ra quân được bà con nhân dân trong thôn Trường Khạt tham gia với một ý thức trách nhiệm tốt. Với phương châm, ra quân làm đến đâu vận động nhân dân xử lý đến đó. Đợt này, thôn Trường Khạt đã chia thành 7 tổ nhóm, tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường bằng hình thức thu gom, quét dọn, tiêu hủy rác thải, phát quang bụi rậm, sáo xới cỏ dọc các tuyến đường dẫn vào thôn, khu vực nhà văn hóa. Bà Lê Thị Thời, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Trường Khạt cho biết, công tác tổng vệ sinh môi trường của thôn được thực hiện thường xuyên theo quy ước hương ước của thôn, ít nhất là một tháng một lần. Bên cạnh đó, thôn đã họp tuyên truyền để các hộ dân tự giác dọn dẹp vệ sinh đoạn đường từ ngõ ra đường và những đoạn đường trước nhà ở. Cùng với hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, thôn Trường Khạt cũng đã tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các nội dung trong tiêu chí môi trường, xây dựng cảnh quan vườn hộ, góp phần thực hiện thành công các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để góp phần củng cố vững chắc tiêu chí môi trường, sau buổi ra quân vệ sinh môi trường, thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trên địa bàn, nòng cốt là chi hội phụ nữ tiếp tục trồng chăm sóc hoa dọc các tuyến đường, khu vực công cộng như khuôn viên nhà văn hóa, đồng thời chú trọng thực hiện tốt nếp sống, giữ gìn vệ sinh khu vực nhà ở, vườn hộ và đường làng ngõ xóm các khu dân cư luôn xanh sạch đẹp.